màn hình liền camera 360, độ màn hình gì, ngon bổ rẻ anh em. Hôm nay giới thiệu cho anh em tiếp một con hàng ngon bổ rẻ nhá. Tại sao nói em lại nói ngon bổ rẻ? Bởi vì hiện tại ở cái phân khúc, ở cái tầm giá mà chưa đến 10 củ, anh em mà lắp đặt cái con màn hình này thì gọi là hết ý hết nước chấm luôn. Thương hiệu Zetec, model Z18 360, mắt cam siêu nét luôn. Đây nhá, mắt cam siêu nét. Đấy. Cấu hình là chip 8 RAM 4GB 32. Cam 360 hỗ trợ lái xe cho anh em rất là an toàn và đồng thời ghi hình cả 4 mắt cam nhá. Đấy. Các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường, tất cả mọi thứ đầy đủ cả. Bản đồ thì có bản đồ Việt Map S2 hỗ trợ cảnh báo giao thông. Anh em nào mà hay đi đường xa này dùng cái S2 này rất là hay này. Đấy. 50 km/h. Đây là bản đồ Việt Map S2 nhá. Google Map vẫn giữ nguyên, tính năng giải trí trực tuyến trên YouTube. Đấy. Ngon chưa? Hiện tại bộ camera màn hình liền camera 360 Z18 đang có cái mức chi phí hoàn thiện lắp đặt chưa tới 10 triệu đồng. Anh em đã sở hữu ngay được một bộ camera ngon, bổ, rẻ và hàng chính hãng anh em nhé.